Vì từ nào giờ quen nhau tới cưới lấy về là chưa bao giờ mà tặng em một bó bông nào luôn. Có ngày lễ hoặc gì thì em mà cần cái gì thì mua cho em cái đó, hoặc là dẫn đi ăn thôi. Sau ngày hôm nay là chị tin chắc là Quân sẽ thay đổi này, đúng không Quân? Hành động luôn đi em. Rồi rồi, đang phản bạn. Rồi Đáng ngồi yêu xuống. quá. Vừa gửi. Cũng nhờ chương trình mà em được nhận bó hoa của chồng đẹp vậy, em cảm ơn chương trình ạ. Xin chào hai vợ chồng. Trước hết thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình ạ. Chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Văn. Em tên Trương Hoàng Quân, đến từ Quảng Nam. Em hiện đang công tác ở tiểu đoàn 14, sư đoàn 5. Xin mời em. Chào anh Quốc Thuận, anh chị. Chào chị Thanh Văn. Em là Phạm Thị Na, năm nay em 31 tuổi. Em làm kế toán bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Quê ở Nghệ An, em vô đây lập nghiệp trong này. Em vào đây cũng 10 năm rồi anh. Bạn này ở đây 10 năm rồi, thế còn chú rể thì sao? Em vào đây 12 năm ạ. Quay ngược thời gian mình kể lại cái chuyện tua mà lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Hồi đó là mới dùng Zalo anh Quân, anh quét bạn bè gần đây xong cái anh nhắn tin làm quen. Lúc đó chưa có gia đình mà đi làm về rảnh nên là cũng có thời gian nói chuyện này kia. Thì nói chuyện qua lại vậy đó. Lúc đó anh mới chia tay người yêu, rồi anh cũng tâm sự, rồi em cũng tâm sự lại với anh vậy đó. Thì dần dần nói chuyện rồi quen nhau luôn. Và hồi đó thì em cũng rất thính quanh quanh đơn vị, em cứ ưu tiên cái cự ly trước. Cự ly ai mà gần gần với lại hình mà hình đại diện mà xinh tí thì em ưu tiên trước ạ. Mà lúc đó mình quét xong rồi có nhiều người vô coi như là trả lời mình không? Có rất nhiều trả lời và duy trì mối quan hệ, có thể là một tuần hai tuần, nhưng mà vợ em là duy trì lâu nhất. Vậy là đây là chiến binh mạnh nhất, còn trụ lại chịu thức khuya nhất ạ. Lúc đó là ảnh để cái avatar là mặc đồ bộ đội hay là mặc đồ bình thường? Không, avatar là cái hình bình thường, nhưng mà trong Zalo là có hình bộ đội. Hồi đó anh gầy ốm mà xấu lắm anh à. Xấu lắm. Dạ, em không thích, em không có ấn tượng với bộ đội luôn á. Tại vì nhà bộ đội nhiều lắm. Thấy anh trai cũng bộ đội, rồi chú này kia cũng bộ đội, mà thấy vợ bộ đội cực lắm. Ở nhà một mình không à. Rồi con cái cũng một mình, ốm đau gì cũng mình hết à. Dạ, em sợ bộ đội lắm. Em đâu tiến lấy bộ đội đâu. Rồi né hoài rồi trúng luôn. Vậy hai người nói chuyện với nhau trên mạng là chính đúng không? Thế sau bao lâu thì hai người gặp được nhau ngoài đời? Em nhớ chắc khoảng vài tháng ấy. Lúc đó trong đơn vị tổ chức những trò chơi dân gian cho bộ đội ấy, ngày 22/12 vậy. Trước đơn vị thì cũng tình cờ thôi. Vợ lúc đó cũng ở đơn vị kết nghĩa. Gặp cổ ở ngoài á, Quân ấn tượng cái điều gì nhất ở cô này? Cái ấn tượng nhất thì một là lần môi đỏ. Môi đỏ. Thứ hai là mặc áo màu đỏ. Trời ơi, sao giống hôm nay vậy ta? Sao y rắc co vậy? Công nhận. Bữa nay có đánh son không? Dạ có. Ồ, có mang đôi hài đỏ không? Em ấn tượng gì ở anh bộ đội này khi mà lần đầu tiên mình gặp ảnh ở ngoài đời? Dạ thì lúc nói chuyện thì em thấy anh thật tình rồi hiền. Rồi lúc gặp thì thấy cũng vậy, nói chuyện cũng vui vui vậy đó. Rồi cũng có cảm tình dần dần, rồi nói chuyện nữa rồi mới yêu nhau. Chưa từ có thấy... mới thấm mới nhừ được. Bao nhiêu lâu thì nhừ nè? Quen 24 thì nhừ khoảng hơn 3 năm. Nhừ hơn 3 năm là... Nhừ. Như vậy rất là thấm rồi đây. Sau bao nhiêu năm mới kết hôn? 3 năm. Anh rất muốn biết là kể từ cái lúc mà hai người gặp nhau đầu tiên ở ngoài đời đó, thì đến bao lâu bạn ấy mới tỏ tình, mới chính thức được nhận là bạn trai của cô ấy? Thì lúc mà quen nhau thì vẫn nhắn tin và cũng hay ra chơi. Nhưng mà hôm đó thì em hồi trước em hay có một ít thuốc bồi ấy. Em mới xếp cái hình trái tim có cái mũi tên ở trong ấy. Thế rồi lúc đó em đốt. Đốt thì ánh lửa cứ chạy theo vòng trái tim và em quay cái đó lại. Em gửi qua Zalo cho vợ em này, em mới tỏ tình và nói trên mạng thôi. Nói gì? Không hỏi hơn em thích anh hay không, bây giờ có chịu làm vợ anh không? Cầu hôn luôn trên mạng luôn. Chưa gì đã hỏi làm vợ anh không à? Khi mà em nhận được clip đó thì cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó thì quen được một thời gian rồi thì em thấy anh cũng tính tình cũng được, rồi cũng biết quan tâm lo lắng thì cứ nhận lời đi rồi mình tìm hiểu tiếp. Hai đứa coi như là chính thức là người yêu với nhau rồi đó. Còn không biết anh Quân nè, ảnh có dẫn em đi đâu, ảnh tặng cho em nụ hôn không? Cái này thì cũng phải có chứ ạ. Có. Thì lúc mà mình thăm dò được rồi á thì lúc đó mình mới nhờ là đưa đồ tới cho anh.
Thì ở ngoài mà, em ở trong đơn vị mà. Đưa đồ đến cổng. Thì ngay vị trí cổng thì có một cái cây buổi tối nữa, hay tối. Thế thì em ra em lấy đồ xong đứng nói chuyện tí, thế là em đè em hôn cái em vào thôi. Cái cây đó còn sống không? Còn, bây giờ vẫn còn ngay cổng luôn. Không ai thấy, chỉ có cây là thấy rồi em à. Là yêu trong sáng mà hôn trong tối đấy. Vậy là hai người là chính thức yêu nhau là từ sau nụ hôn đó. Đúng rồi. Em thì ở Quảng Nam. Đúng rồi. Còn em thì ở Nghệ An. Thật ra Quảng Nam với Nghệ An thì nó có xa lắm không em? Về khoảng cách địa lý. Khoảng cách địa lý thì cách nhau chừng 500 cây á. 500 cây là quá xa đó. Cái khoảng cách địa lý đó, nó có phải là rào cản, nó phải là sự cản trở cho cái việc mà hai đứa coi như là dẫn đến hôn nhân không? Có, cũng một phần là do gia đình. Em có nói với ba mẹ là em quen cái anh ở Quảng Nam đi bộ đội ở trong này. Mẹ em có nói là giờ con đi làm xa rồi, thì nếu mà có ai ở gần hơn á, ví dụ như cùng quê thì mình quen cũng được, đỡ cực hơn, về một lần được hai quê luôn. Có một lần chia tay là cũng vì lý do là xa quá. Lúc đó Quân như thế nào? Lúc đó thì cũng có buồn chứ, kể cả bọn em vậy. Khi mà về mà nói chuyện với gia đình thì cũng có mấy anh chị, cũng có người cũng bằng vô bằng ra. Nhưng mà có ông anh lớn thì ông bảo là ông nói nhà ơi, thằng Quân nó lấy vợ thì nó lấy vợ cho nó chứ phải lấy vợ cho mình đâu mà cứ bàn ra. Đúng rồi. Thế là mình mạnh dạn mình tiến về Bắc thôi. Ngoài cái chuyện gia đình ra, hai người vẫn vượt qua được để đến với nhau. Thì giữa hai người có cái vấn đề gì mà làm cho hai người bị xa cách nhau hơn về mặt tâm lý không? Tự ghen tuông, hờn giận, hiểu lầm gì không? Cũng có kỷ niệm sau là Tết. Thì lúc đang mang thai đứa thứ nhất ấy, thời gian mà về Tết nó rất là ngắn, có được hơn tuần. Nên em đưa ra Nghệ An, sau đó em về trong này để vợ ngoài đó Tết vừa ở nhà với bố mẹ lâu mà, thì nó vẫn vui hơn. Trong lúc nghỉ Tết ấy, thì em cũng có nhắn tin với người bạn đồng hương Quảng Nam làm trong Tây Ninh này thôi. Bạn là con gái đúng không? Đúng rồi đó. Có nhắn tin qua lại nhưng mà nó gần cũng không có gì lớn. Nhưng mà vợ lại dặn rồi bắt máy bay vào Tây Ninh luôn. Không có lửa sao có khói. Nếu mà nhắn cho một bạn là con gái bình thường thì không thể nào mà vợ giận dữ gì đâu. Em cũng ít khi em vô tin nhắn của chồng lắm. Bữa đó Facebook, em vô Facebook của chồng xong em nhấp vô tin nhắn, cái em thấy hai người đang nói chuyện luôn. Mà em biết là chồng có quen chị đó trước rồi. Em còn hộ, bởi người đó thật sự là không phải là người yêu cũ hay gì hết. Người ta đồng hương thì vào mình có sự đồng cảm, nên quá trình nói chuyện thì có thể nó là hơi mùi mặn tí. Ôi trời ơi, em thấy kỳ kỳ nè. Anh cũng thấy nó kỳ đó. Không được nha, mà lúc đó đang có bầu đúng không? Dạ, lúc đó tâm lý yếu lắm. Đúng. Lúc đó có chị bầu nhạy cảm. Mình nhạy cảm lắm nên là giận hờn liền. Thế là không có chịu được. Dạ. Đó là ra Tết rồi, lúc đó là mùng mấy, là mùng 4, mùng 5. Em ở nhà em sợ ba mẹ biết á, ba mẹ buồn. Cái em đi vô Tây Ninh luôn. Trời, đi một mình luôn sớm. Dạ, lúc đó chồng đang ở quê Quảng Nam. Cái lúc đó vô Tây Ninh cũng một mình luôn. Cái tủi thân chứ, con gái mà, không có chồng bên cạnh nữa. Em khóc từ Nghệ An vô tới Tây Ninh luôn. Trời bây giờ kể còn thấy muốn khóc còn rưng rưng này. Cho nên là bớt bạn, bạn đồng cảm lại, bớt đồng cảm nhá. Rồi rồi sao? Gọi liên tục, anh gọi liên tục luôn mà em không nghe máy. Xong cái mẹ anh gọi, thì em nghe. Em nói má là con không có sao đâu. Dự định của anh là về quê lâu hơn mấy ngày nữa, nhưng mà anh vô sớm. Anh vô sau đó mấy ngày, cách một ngày, hai ngày gì là anh đi vô rồi. Nên là thì có chồng vô mà nói chuyện rồi hai người cũng nói chuyện rồi mới huề ra. Nhưng mà lúc đấy mới hiểu là thực ra cũng không có gì đúng dạ. không? Nhưng mà Quân có linh cảm là vợ mình là bỏ vào trong trong đây không? Em biết chứ. Biết đúng không? Em biết lúc đó em rất là lo lúc mà sức khỏe là yếu rồi em sợ nghĩ bậy nữa. Anh em nhảy vô Tây Ninh liền. Tôi vô trong đây rồi có nhớ là mình hành động như thế nào để mà cho người đẹp tha thứ không? Bản thân em thì em đối mặt bình thường, em đó mà em giải thích rõ ràng mà đâu có gì đâu cần thiết là em mời người ta tới nói chuyện bình thường. Trời đấy. Tức là chưa có một chuyện gì hết. Chưa không có đây một cái gì hết. Suy nghĩ quá lên. Thôi chúc mừng. Còn bây giờ đứa nhỏ là mấy mấy tuổi rồi? Em mới sinh bé nhỏ bữa nay gần được 11 tháng rồi. Dạ bé đầu bé gái, bé sau bé trai. Trời ơi 10 điểm, 10 điểm. Xuất sắc. Em đẻ 2020 là lúc đó là dịch. Rồi chồng thì lúc đó là đi tăng cường xuống thành phố. Ba đi lúc chưa biết nói. Mà anh đi tới 6 tháng. Về là bé lớn là biết gọi ba luôn á. Đi 6 tháng mà về tới nhà là em bé chạy ra ôm ba luôn. Không lạ gì luôn. Không lạ. Đáng yêu thế. Dạ.
nhớ mình bà. Tưởng mình về lạ nhưng nó không lạ. Ở lúc mà em đang đi ở dưới Sài Gòn thì vợ quay một video clip là bồng con mà nó ra ngay cửa sổ á, nó gọi ba về trời, nó nói với một bài á, ba ơi em chỉ nói là thôi. Thì lúc đó thật là xúc động, ướt nước mắt á. Lúc đó em mới đăng cái hình, cái ảnh, cái video lên Facebook mà đúng là ướt nước mắt á. Xúc động anh thật. Ghen còn xúc động nữa nè, tại vì mình hình dung được, mình hình dung được cái giai đoạn đó, cái giai đoạn đúng là khó khăn đó. Khó khăn với vợ chồng em luôn, tại vì em làm bệnh viện thì đâu có được nghỉ đâu, mà chồng cũng đi nữa nên là con không ai trông hết à. Đó là những cái năm tháng khó quên anh ha. Thật ra giai đoạn đó chúng ta nhắc tới để là mình chỉ nhớ lại những cái khoảnh khắc đẹp mà thôi. Dạ. Chứ thật ra đó là giai đoạn không ai muốn nhắc tới cả. Đúng. Cũng không bao giờ muốn nhớ tới. Và bây giờ nếu muốn nhớ thì phải nhớ đến cái khoảnh khắc này, là sau khi các bạn lấy nhau về rồi có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra, có nhớ không? Đó. Cho vợ nói trước đi nào. Tật xấu của anh thì thả bom là bất cứ lúc nào cũng của anh đang ngồi ăn vậy đó, mà thả to luôn. Cái em nói trời anh vô duyên quá, đang ăn cơm mà cái nói chỉ đi ra ngoài kìm nén rồi về nhà cho người ta bung xả đi vậy đó. Nhiều lúc đang ngồi vậy đó muốn ấy là nhấc cái mông lên vậy đó. Nhắc cái mông lên cho nó thoải mái nữa. Cái giờ con học theo luôn. Trời ơi. Trời ơi. Nó lây qua cái thế hệ 2 luôn hả? Dạ. Chàng xấu hổ lắm, che mặt nãy giờ anh. Có như là nín không được đó hả? Cười ra nước mắt luôn kìa. Đó. Còn gì nữa không nè? Hay cầm điện thoại đọc báo. Đọc báo lên Facebook rồi. Việc nhà thì em kêu gì thì mới làm đó thôi. Không chủ động làm. Dạ. Vợ phải gọi dục thì mới làm. Ví dụ như em nói anh làm cho em cái này thì ngồi dậy làm xong cái nằm đung đưa tiếp vậy. Còn gì nữa không? Có gia trưởng một xíu à. Nói chuyện với vợ mà giống như là quản lý vậy đó. Đâu nói làm sao đâu. Ví dụ nghiêm túc vậy đó, chứ không bao giờ mà ngọt ngào lãng mạn với vợ đâu. Có khi nào những lúc mà hai đứa chuẩn bị mà hành động ra khẩu lệnh với em không? Dạ không, cái đó thì không có. Em nằm xuống. Mình nói vậy là không được luôn. Là mệt tôi là không hả? Thế em mong muốn Quân thay đổi điều gì? Anh thì vậy là cũng được rồi so với em, mà mong anh là quan tâm vợ con nhiều hơn một xíu, rồi lãng mạn hơn một xíu. Đúng rồi. Dạ. Vì từ nào giờ quen nhau tới cưới lấy về là chưa bao giờ mà tặng em một bó bông nào luôn. Có ngày lễ hoặc gì thì em mà cần cái gì thì mua cho em cái đó, hoặc là dẫn đi ăn thôi. Sau ngày hôm nay là chị tin chắc là Quân sẽ thay đổi này, đúng không Quân? Yeah. Hành động luôn đi em. Yeah. Rồi rồi. Rồi rồi xuống. Quá. Cũng nhờ chương trình mà em được nhận bó hoa của chồng đẹp vậy, em cảm ơn chương trình. Bây giờ đến lượt Quân sẽ nói về Na đó. Bởi vì chúng ta sẽ phải có là nhân quả đúng không? Mình cho đi rồi mình nhận lại này. Mời Quân. Vâng. Mạnh mẽ lên. Thì một là thù dai. Nếu mà nói về thù dai thì vợ phải gọi thầy. Thì những cái gì mà đã xảy ra rồi là nhớ hoài. Lúc nào mà có vấn đề gì là nhắc lại. Như ví dụ vừa rồi 20/11 đứa bạn, đứa cứ bé đó, nó là giáo viên mà. Em nhắn tin chúc mừng em 20/11 vui vẻ cái nè. À vẫn là bạn đấy à? Thì tắt cái điện thoại luôn. Không, tại vì em có giao ước trước là anh không được nhắn tin qua lại với chị đó nữa. Là anh cũng có đồng ý rồi. Mà vẫn nhắn. Dạ. Thì em thấy thì em tức chứ. Tại vì hứa với mình rồi mà. Đúng không, rồi. Vì cái này là lỗi là do ông này. Dạ. Mình cũng không phải có gì nó sai trái. Nên tính em đơn giản lắm. Có khi những cái lời hứa mà cái đây có chục năm rồi mình không nhớ, mà bây giờ vẫn nhớ. Không, là biết em, ai nhớ hứa dài gì sao với em là em nhớ. Thường mấy người thù dai nhớ dai. Đúng rồi. Thứ hai nữa là bình thường ấy, thì cuối tuần mình ở trong đơn vị thì cũng rất nhiều cái áp lực. Về nhà thì muốn vui vẻ gì ấy. Nhưng mà về nhà thì vợ cứ lúc nào cũng kiểu như là không thể nở được nụ cười ấy. Hỏi ba câu, có rồi. Nhiều khi mình ở nhà con cái mình một mình lo nhiều mà, làm việc nhiều mà, rồi đi làm ở bệnh viện giờ giấc về nhà là ôm con nữa nên là mình mệt lắm. Nhiều khi mình không vừa ý là em cọc à. Không lẽ lúc nào cũng không vừa ý dạ bạn không, này sao? Có đôi lúc thôi, đâu phải đôi khi não cũng nhiều, vậy đâu. Nhiều. Đúng không Quân? Khi mà Quân nói được điều đó, anh nghĩ là cái chuyện đó xảy ra thường xuyên. Cho nên cái việc mà Quân về và Quân rất cần có một cái sự gọi là ngọt ngào, dịu dàng, đúng. Vợ tan chảy liền đó em. Đúng. Vậy thì có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Thì rất là mong muốn chứ.
bình thường mà em mà tiếp xúc với ai mà người nào cứng với mình thì mình cứng lại. Đó, đó em là vẫn là vậy đó. Nên cũng mong muốn là có gì là cứ dùng nụ cười giải quyết nó sẽ hay. Nó hay sao quá. Vâng, thế rồi. Tiếp nhận được cái mong muốn của anh vậy thì em hứa là về nhà em sẽ thay đổi. Ôm nhau đi nào. Trời ơi, chương trình xúc động quá. Rồi. Bạn về bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại nhá. À, em là gì nhỉ? Nguyễn Ngọc Danh ấy. Tên là Nguyễn Ngọc Danh. Nguyễn. Em ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Rồi. Anh Danh sinh năm bao nhiêu và công việc hiện tại là gì? À, em sinh năm 1989. Công việc hiện tại của em bây giờ là kiểu như là set up các quán cà phê, cà pháo thứ ấy. Kiểu, trước em làm kiểu thiết kế nội thất, xong rồi em mở xưởng sản xuất. Hiện tại em đang làm sản xuất nội thất cho các cái quán xá, cà phê, trà sữa với cả kiểu như là chung cư, nhà ở các thứ đấy. Rồi, thiết kế nội thất đúng không? Vâng. Rồi, anh Danh là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, em thì cũng kiểu như là công việc thì cũng bận rộn ấy, nên là thành ra mình cũng có trách nhiệm thôi, nói là có trách nhiệm với công việc. Vì mình cũng nhận các công việc của khách hàng các thứ đấy thì mình cũng bàn giao đến cho khách hàng thì là ok. Còn đâu là về chuyện cuộc sống ấy thì mình cũng trách nhiệm với gia đình, cũng thật thà, trung thực. Rồi. Và điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của mình à? Có nghĩa là cũng điểm yếu của mình có nghĩa là gì nhỉ? Có điểm gì mà anh cảm thấy chưa hài lòng và anh cần phải cải thiện hơn trong cuộc sống, trong tính cách? Cũng hơi nóng tính. Tính cách của mình cũng hơi nóng một chút. Nhiều khi cũng vẫn phải kiểu như là phải áp chế bớt bản thân một chút ấy. Rồi. Nhưng mà thường khi mà nóng tính thì mình sẽ, khi mà mình nóng tính ấy, thì mình sẽ làm thế nào mà mình sẽ phản ứng với cái công việc đó như nào? Ví dụ như nhân viên nóng tính với mình thì mình sẽ phản ứng là sao? Giờ mình sẽ là kiểu như là mình hơi nghiêm khắc một chút thôi. Có nghĩa là mình nghiêm khắc về trong cuộc sống, bây giờ trong công việc ấy, nghiêm khắc về trong các chuyện ý thôi. Còn đâu là chúng là nóng tính là kiểu như là nhiều khi các công việc nhỏ mình cảm thấy xử lý đó nó hơi kém ấy, nên là mình cảm thấy là mình hơi bị cuống một chút thì mình gây ra một cái ức chế, cảm giác hơi nóng tính. Không có gì, thường cũng không có gì cả. Rồi. Rồi, anh á, về tình trường của anh trải qua mấy mối tình rồi? À, em thì cũng một vài mối gì tình rồi, thì cũng có vợ rồi, nhưng mà cũng chia tay xong rồi. Cũng một đứa bé gái. Có vợ và có một bé gái. Vâng. Hai anh chị ở với nhau bao nhiêu lâu và bé gái mấy tuổi rồi? Bé gái thì bây giờ là 8 tuổi. 8 tuổi. Đang ở với anh hay là ở với chị? Hiện tại thì bé đang ở với mẹ. Hiện tại đang ở với mẹ. Ừ. Rồi. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu và tại sao chia tay? Mình sống với nhau cũng được khoảng độ, cũng chỉ được ít thôi, cũng được 3-4 năm rồi đấy. Sau đấy là vợ mình cũng đi nước ngoài. Vợ mình đi nước ngoài thì sau đó thì cũng trục trặc từ lúc đi nước ngoài thôi. Thì sau đến lúc vợ mình đi làm về thì là cũng thôi thì chia tay. Thì cũng nhiều lý do. Alo. Alo. À, có nghĩa là vợ anh đã đi nước, anh lấy vợ xong thì khoảng bao nhiêu lâu thì cô ấy đi nước ngoài? Sống với nhau khoảng độ hơn 3 năm. Hơn 3 năm xong rồi vợ mình mới đi nước ngoài. Nói chung là trục trặc từ lúc mà vợ mình bắt đầu đi nước ngoài là mình đã không đồng ý đi cho đi rồi, nhưng mà vợ mình cứ thích đi. Đi để cải thiện cuộc sống nọ kia các thứ đấy, nhưng mà cái mình cũng không phải là chưa cần thiết phải kể thì cuộc sống như thế, mình vẫn ok mà, nhưng mà vấn đề là vợ mình chắc là nó cảm thấy cuộc sống nó không đủ, với cả thấy một thời gian thì mình ở với mình thì nó hơi vất vả, tại vì căn bản mình cũng thời điểm như là mình cũng bị kiểu như là phá sản ấy, nên là thành ra cũng bị kiểu như là không, kinh tế không tốt, nhưng mà mình vẫn no đủ được, nhưng mà mình bị nhiều cái kiểu như áp lực về đồng tiền quá, mình thua lỗ nhiều ấy, nên thành ra lưu ý trục trặc từ lúc ý.
Rồi. À, thế là anh đã độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Mình độc thân thì cũng được, nói chung là được hơn năm thôi, mới vợ mình khi về thì cũng ở mình với mình được 1-2 tháng thôi, xong rồi là cũng chia tay. Vâng, bây giờ giấy tờ thủ tục xong hết chưa? Xong hết rồi. Rồi. Vâng, bây giờ thì giờ em muốn hỏi về cái mẫu người bạn gái mà anh mong tới tương lai đó. Về ngoại hình thì như thế nào? Thì Ngoại mình hình mình sẽ nói đến tính cách. ngoại hình thì bản thân thì mình cũng thích người là nó cũng người nó cũng gọn gàng một chút, không bị béo quá được, cũng không bị gầy quá là được. Còn về tính cách thì mình cũng muốn là người hiền lành, cũng nói chung là tâm lý với gia đình, tâm lý với chồng con, biết chăm lo gia đình là tốt rồi. Rồi. Còn về công việc thì cũng chủ động với công việc một chút, chứ bây giờ mà mình cũng đến ba mươi mấy tuổi rồi mà bây giờ vợ cũng lại cũng công việc cũng chưa ổn định, thì nhiều khi hai vợ chồng thì cũng rất là vất vả. Rồi. Mình cũng từng yêu một người mà cũng bây giờ đến cũng hơn 30 tuổi rồi mà bây giờ công việc cũng chưa ổn định ấy. Thì cảm Rồi. thấy người ta nó cũng bấy lắm, tại vì tầm tầm ý mà chưa ổn định là hơi vất vả, bản thân con gái nó lại càng vất vả hơn. Về vị trí vùng miền quê quán thì anh quen được ở vùng Em là sao nhỉ? vị trí vùng miền á của bạn gái á. Nói chung cứ cách mình khoảng độ 50 cây quay lại thôi, chứ đừng xa quá, nhiều khi đi lại vất vả. Mấy cây quay lại rồi. Tuổi tác sao? Tuổi tác thì cứ bằng mình hoặc là kém hơn mình là được. Anh không thích phụ nữ như nào? Nói chung là không thích phụ nữ nóng tính, tại bản thân mình cũng nóng tính, mà hai người mà cũng nóng tính mà gặp nhau là cũng sợ phết đấy. Rồi, đúng rồi. Thì tất nhiên là mình cũng phải nhường nhịn thôi, tại vì mình ai là người hiểu biết thì người sẽ là người nhường nhịn đấy, chỉ sợ nhất là người con gái người ta không hiểu biết thì lại mệt hơn. Rồi. Anh có nhà cửa hay là mọi thứ riêng hết thì chưa? Mình thì hiện tại đang ở chung với bố mẹ, nên là ở quê ấy, thì mình nó cũng khu vực mình thì nó cũng gọi là gì nhỉ, lửa nông thôn lửa thành thị đấy, thì mình cũng ở ở nhà trên đất của bố mẹ. Còn về xe cộ thì mình có cái xe ô tô thế thôi, còn đâu là mọi thứ là cũng nhà xưởng với nhà xưởng nữa, Rồi. nhà Chung xưởng là cũng để sẵn sàng, thí dụ bây giờ mà về sống với nhau là phải sẵn sàng nói gì? à. Vâng đúng rồi, mọi Nếu thứ bạn đều sẵn rồi thì nếu bạn gái mà có cùng hoàn cảnh như mình á thì mình ok không? cùng hoàn cảnh như mình. Thì thực tế là mình cũng đang hơi ngại chú ý, mình cũng từng cũng cũng vừa rồi cũng quen một người đấy, nhưng mà cảm giác trong mình nó cứ cảm giác nó rất là khó chịu. Tức là như này, ví dụ mình có con ấy, nhưng mà mình cảm giác là nó khi mình ở gần người ta ấy, thì mình cảm thấy là mình lại nhớ con của mình ấy. Thế ví dụ thế nếu thế thì anh nếu bây giờ anh quen người độc thân thì cũng cũng vậy. Thật ra là ví dụ như bản thân mình đã là cũng là một người có hoàn cảnh đã đi một lần đó ấy, thì bây giờ cô gái thì bây giờ phải kiếm một cô gái à, thì anh nghĩ là nếu bây giờ phải kiếm một cô gái mà cũng lại cũng độc thân và chưa yêu ai thì nó không có hợp á. Vâng. Vâng, thì cái này anh cứ suy nghĩ thêm nhá. Vâng. Dạ rồi rồi, ok, cảm ơn anh. Thì hôm nay là buổi giao lưu làm quen và hỏi thêm thông tin về anh. Vâng. Dạ, có gì thì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Vâng, ok. Đây Dạ, chào chị. là cái cuộc phim thì bạn muốn hẹn hò ha. Đầu tiên mình giới thiệu về bản thân mình, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp ha. Dạ, tên là Lê Trần Cường Thịnh. À, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm ở quận 3 và em đang ở khu vực Tân Bình. Mình làm gì ở quận 3 vậy Thịnh? Dạ, em làm bên sale Coca-Cola thị trường, nhân viên kinh doanh ạ.
nhân viên kinh doanh của Coca-Cola. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của Thịnh là gì? À, dạ điểm yếu của em là em hay suy nghĩ, nói chung là thi thoảng hay hay giải quyết mọi việc theo chiều hướng gọi là nhanh á. Nói chung là em hơi ẩu chút xíu, nếu mà ví dụ như em làm cái việc gì đó nó hơi nhanh thì nó hơi ẩu chút xíu. Còn lại điểm mạnh thì em trung thực, em biết nấu ăn ngon, trung thực. Với lại em làm sale cho nên em giao tiếp ở ngoài nhiều, em cũng giỏi giao tiếp chút xíu. Ủa mình quê quán của mình là ở đâu Thịnh? Dạ em đẻ và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà quê mẹ thì ở Quảng Nam, mà tại vì nhỏ lớn em ở trong đây. Vậy là mình ở Tân Bình với gia đình hả? Dạ em ở Tân Bình một mình, còn gia đình em thì ở quận 12. Dạ tại vì em hồi xưa em làm ở bên Cộng Hòa cho nên em ở Tân Bình em đi làm cho tiện, nhưng mà bây giờ chỗ làm chuyển qua quận 3 rồi nhưng mà em vẫn ở đây để tiện đi làm. Mình có tài lẻ gì không Thịnh? Ca hát gì không? Dạ ca hát thì em ca hơi dở. Dạ Ở đây thì cũng không phải là cuộc thi The Voice hay cái gì đâu, mà là ca gì hát, ca dở, ca dặn, ca hay gì hết. Nhưng mà mình mạnh dạn mình hát là được, để lên trển còn tặng bạn gái nữa. Mình dạ chúc có vài câu, bài hát nào hay hát vu vơ, mình ca vài câu thôi. dạ cái đó để em suy nghĩ, em sưu tầm thêm, có thể là em chắc em sẽ nghiên cứu, em sẽ suy nghĩ một bài thơ nào đó. Dạ Vậy là ngày xưa giờ là làm thơ nhiều lắm hả? không, tại vì thi thoảng đi chơi với bạn tụi em hay ngồi ngẫu hứng, ví dụ như tụi em sẽ chơi theo kiểu mà kiểu nối từ xong rồi kiểu kiểu làm thơ lục bát đối đối chơi chơi vui vậy thôi à, chứ không có gì. Đâu đọc đọc câu lục bát thử. Dạ Có câu lục bát nào mình thuộc không? Mình đọc thử. Ngẫu hứng thôi nè. ngẫu hứng. Dạ bộ em cũng chưa chưa suy nghĩ ra. Ok thì em cứ chuẩn bị đi. À em có một câu là câu này em cũng kỳ, em cũng suy nghĩ ra là gì, thời gian năm tháng vô tình rồi ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Em thích nhất câu này. Ủa em là em cao mét mấy á? Dạ em cao 1m72. Nặng bao nhiêu ký em? Dạ nặng 60 kg. Rồi. Em có phải là tiếp người thích đi du lịch này kia các thứ không? Dạ đúng rồi, em sống hướng ngoại, em thích đi du lịch, thích đi đây đó khám phá thiên nhiên. Mà em làm như vậy thì thường cái thu nhập trung bình của em như thế nào? Dạ thu nhập trung bình của em thì dao động khoảng tầm 9 triệu rưỡi tới tới 11, 12 triệu. Tại vì làm sale thì có khi có tháng mình sẽ đạt doanh số, đạt KPI, còn nếu mà mình không đạt KPI thì mình cũng tầm 9 triệu mấy thôi. Còn nếu mình đạt KPI thì có khi 11 triệu hoặc hơn. Trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Thịnh? Dạ chính thức thì em trải qua một mối tình. Rồi quen bao lâu sao chia tay? Dạ quen tầm khoảng 1 năm rưỡi, chia tay là do gia đình bạn nữ ngăn cấm, xong rồi gia đình bắt bạn nó đi du học thì em mới chia tay hồi cuối năm 2022 Bạn gái đi du học rồi xin bạn gái đi là cũng cắt đứt liên lạc luôn. đây. Dạ đúng rồi chị. Bạn nói chung là bạn gái cũng có cuộc sống mới rồi cho nên mình cũng không có làm phiền tới cuộc sống của họ nữa. Mà trước khi làm sale này là em làm công việc gì hay là trước đó em học cái gì? Dạ lúc hồi xưa sinh viên thì em học học em học bên nhà hàng, em học quản trị nhà hàng khách sạn, rồi em cũng có làm bếp một thời gian, nhưng mà tại vì em sống hướng ngoại á cho nên em làm bếp bị gò bó, em không có thích cho nên em mới đổi qua công việc khác. Thì tình cờ có một công ty sữa họ tuyển BG, rồi em mới làm thử BG. Xong rồi từ BG họ mới cho lên làm sale, rồi em cũng làm sale sữa khoảng tầm 1 năm rưỡi. Rồi em cũng chuyển, nói chung là em chỉ làm sale thôi và chuyển ngành hàng thôi. Rồi bây giờ em nói về hình mẫu bạn gái em mong muốn đi. Dạ em thì
không có gu nhất định. Nói chung là bạn gái cao bằng em cũng được, nói chung là cao hay thấp không có quan trọng. Chung em thích mẫu người bạn gái là hiền, lễ phép lịch sự, yêu thương con nít, người già, yêu thương động vật, hiểu chuyện, chứ đừng có kiểu ghen tuông mù quáng quá. Ví dụ như thấy mình vô tình thấy mình đi với ai xong mà cái ghen này kia, ít nhất là ví dụ cũng phải gặp nhau nói chuyện, hay là mọi chuyện tình cảm hay là tất cả mọi chuyện đều phải ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không có suy nghĩ bồng bột xong rồi quyết định vội vàng. Rồi còn yêu cầu gì nữa không em? Quê quán thì ở Sài Gòn thì càng tốt, còn không ở tỉnh cũng được. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm kỹ thêm về thông tin với em nữa ha. Rồi có lịch ghi hình và có cô gái phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm cho em biết nha. Dạ, dạ vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn em.